Đây chính là phiên bản hoàn hảo mới nhất của kem nền CC Vanessa. Tại sao nó lại là phiên bản mới và hoàn hảo? Siêu che khuyết điểm này, chống nắng tốt này, nó kiềm dầu tốt này, chống nước cũng rất là tốt và cải thiện, gọi là tuyệt vời hơn, cải lão hoàn đồng cho cái làn da của mình. Thì nó còn thêm có những cái thành phần cực kỳ là đáng yêu, 100% là thảo dược thiên nhiên, không có bất cứ một cái chất cấm nào, không có bất cứ một cái chất độc hại nào cho da. Ai phát hiện đền tiền, chắc chắn 100% là đền tiền. Còn thực ra thì khi mà một số các bạn mà Hương chia sẻ, các bạn mua về dùng thì Hương chưa thấy ai phản hồi gì gọi là tiêu cực cả, toàn thấy khen thôi. Khen thì khen quá trời nhiều rồi, bây giờ tìm ra cái lỗi thì mới khó, chứ còn để mà khen thì chắc là CC Vanessa là số 1 về kem nền của Việt Nam rồi đó. Và đặc biệt Hương cũng chưa thấy ở đâu mà lại có một cái gọi là chế độ nó ưu đãi dành cho khách hàng lớn như vậy, một đổi một, nếu như mà là lỗi của nhà sản xuất, ví dụ như là cái kết cấu nó bị gãy hay nó bị gập hay là bị méo hay là nó bị làm sao đó, hay là chúng ta sử dụng chúng ta không có vặn ra, chúng ta không có lấy được cái kem nền ra, đại khái đó là lỗi của nhà sản xuất, thì được một đổi một, không có bên nào họ làm được điều này đâu. Riêng đó CC Vanessa kem nền các bạn cho đổi trả luôn nếu như là lỗi của nhà sản xuất. Đó, đầy đủ giấy tờ, 100% thảo dược, không chất độc hại. 100% sản phẩm của kem nền CC Vanessa là nhập Hàn Quốc nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần test lên trên da mặt. Buổi sáng Hương đã có một cái lớp rất là nhẹ của phiên bản mới kem nền CC Vanessa rồi. Bây giờ Hương vẫn cứ tiếp tục sử dụng để cho mọi người xem là nó có bị dày da hay không, hay nó vẫn cứ là mỏng như thế này, căng bóng như thế này, mà đánh mà như không đánh. Thế mới là một cái sự dã man, đúng không ạ? Đây, một cái bút. Bây giờ mình vẽ gọi là râu ria vào da nha. Vẽ ông già Noel luôn đi ạ. Nốt ruồi đi ạ. Đó. Gì nữa ạ? Râu quai nón đi ạ. Râu quai nón ạ. Thêm vào gì nữa ạ? Vẽ thâm quầng cho thành bà già luôn đi ạ. Bà lão Thanh Hương đây ạ. Trông chán quá nhà mình ơi. Nhưng mà chỉ trong một vài giây thôi, bà lão Thanh Hương sẽ trở thành Barbie Thanh Hương, nhà mình có tin không ạ? Đây, đây chính là em kem nền mới nhất, phiên bản mới nhất đây ạ. Và Hương vừa chia sẻ với mọi người là ngoài những cái tính năng ưu việt như là cái phiên bản cũ đang có, hai phiên bản đều như nhau nha, nhưng phiên bản mới này thì cái màu sắc và gọi là cái kiểu dáng bên ngoài, cái màu nó hơi khác một chút xíu. Đó, phiên bản cũ màu trắng, phiên bản mới thì màu đỏ hơn, đỏ đậm hơn. Đó, và thêm một cái thành phần là hồng sâm, nó nho đen, rồi tảo biển tươi của Nhật, rồi cam thảo, rồi lá anh đào, rất là nhiều những cái thành phần tuyệt vời đến từ thiên nhiên. Thế thì nếu như mà ai thích ăn hồng sâm, nho đen, tảo biển tươi, đó, rồi cam thảo thì nhà mình sử dụng phiên bản mới. Còn nếu như mà ai mà không thích ăn những cái mà thành phần Hương vừa chia sẻ, nhà mình vẫn sử dụng phiên bản cũ giúp cho Hương. Nhưng mà đấy là Hương chỉ nói vui như vậy thôi. Hai phiên bản đều tốt như nhau. Và đây là bên thương hiệu họ có nhiều những cái gọi là sự lựa chọn hơn cho khách hàng, đúng không ạ? Để khách hàng có những cái sự đa dạng hơn về sản phẩm. Ví dụ là ai thích dùng cái loại này thì mua loại này, còn ai thích dùng cái loại này thì mình mua loại này. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Thì hôm nay mình chia sẻ về cái phiên bản mới thì Hương sẽ thử nghiệm phiên bản mới này cho mọi người xem nhé. Đây. Đó, Hương sẽ lấy một chút kem nền. Đó, Hương chấm vào đây. Đó, mọi người vặn ra này, mọi người nhìn không ạ? Đó, mọi người thấy không ạ? Nó đang ra rồi. Bây giờ mình sẽ tản đều cái này ra nha. Sáng là Hương đã đánh một lớp rất là nhẹ rồi. Bây giờ Hương vẫn tiếp tục là Hương đánh chồng lên một lớp nữa. Để xem là cái da của mình nó có bị dày quá không nhá. Hay là như thế nào, nó vẫn mỏng như vậy, nó vẫn đẹp như vậy, nó vẫn tự nhiên như vậy. Thực ra thì trang điểm mà mọi người biết là mình trang điểm thì cũng không phải là tuyệt vời. Trang điểm mà như không, đấy mới là điều tuyệt vời, đúng không ạ? Đánh là đánh đều luôn, để cho nó đều màu cả một cái tông da, cả khuôn mặt cho nha mọi người luôn nha. Đó. Họ làm một cái cấu tạo
về cái lọ kem nền nó rất là thích. Có luôn cái bông mút như thế này để chúng mình tản cái kem nền luôn, chứ không có cần phải dùng những cái bông ở bên ngoài. Vừa là lích kích đó, thêm công đoạn mà lại tốn tiền để mua những cái bông đó. Thì thay vì như vậy thì chúng ta chỉ cần có một cái lọ này thôi, vừa có kem nền để mình đánh mà vừa có cái bông để mình tản kem nền rồi. Rất là tiện. Rồi, ok. Xong. Một lớp tiếp theo của kem nền CC Vanessa phiên bản mới, màu đỏ. Đây, màu đỏ đây. Thế mà da vẫn rất là ngon lành cành đào, trắng sáng hơn đúng không? Lên tông hơn một tông nhưng vẫn giữ được cái sự tự nhiên, nhẹ nhàng, êm ái nhất. Thì đây là cái minh chứng cho việc là siêu siêu che khuyết điểm mà chưa thấy một cái kem nền nào làm được như vậy. Tiếp theo đến nữa là Hương cũng thấy mọi người cũng hay chia sẻ là chị ơi, chị có chia sẻ rằng là chống nước rất là tốt. Thế thì tại sao mấy lần mà chị test thì em không thấy chị thử? Thì hôm nay Hương cũng sẽ thử luôn cho mọi người. Ở đây Hương có chuẩn bị sẵn một cái chậu nước. Bây giờ mình xin phép là mình sẽ đưa cái nước vào da của mình và sau đó thì mọi người xem là nó có bị trôi đi cái lớp nền mình vừa mới make up hay không nhá. Rồi, mình thấy không ạ? Đây, ví dụ như thế này, thì mình thấy không ạ? Có bị trôi đi không ạ? Thì mình thấy nhá, nước này, nước nó không bám vào này, nó không bám vào luôn, nó không có bị chảy ra luôn. Đó, bây giờ mình sẽ chấm nhẹ đi để xem là nó như thế nào nha. Có trôi đi một chút nào không ạ? Không hề đúng không ạ? Vẫn rất là tự nhiên đây ạ. Vẫn rất là căng bóng đây ạ. Không bị mốc, không bị bở ra. Đó, kem nền CC Vanessa vẫn ăn vào trong da như thế này. Ok chưa ạ? Thực ra thì chống nước nó là chuyện quá bình thường. Còn cái mà Hương muốn chia sẻ ở đây nó là cái sự gọi là quá nhiều dưỡng chất. Nó thêm cái hồng sâm, thêm cái nho đen, thêm cái tảo biển tươi của Nhật. Mỗi một ngày ở bên thương hiệu CC Vanessa, họ đều nghiên cứu để mà họ gọi là cải tiến hơn với những cái sản phẩm của họ. Bởi vì thị hiếu khách hàng bây giờ là vô cùng quan trọng. Đó, khách hàng bây giờ tinh tế vô cùng. Họ cũng đòi hỏi mỗi một ngày một cái chất lượng hơn đúng không? Thế Hương nghĩ rằng là bên CC Vanessa là họ đã rất là ưu ái và họ cũng rất là quan tâm tới cái nhu cầu và thị hiếu của các khách hàng của họ. Nên là bảo làm sao mà cứ mãi mãi mà bên thương hiệu này họ bán được nhiều hàng như vậy và được khách hàng yêu quý đến như vậy. Và kể cả Hương hay là rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ cũng không thể đỡ được cái em kem nền này. Thì ngày hôm nay tiếp tục chia sẻ tới mọi người phiên bản mới nhất nữa nha. Thế thì cái sự lựa chọn là dành cho mọi người, hai phiên bản đều tốt như nhau. Đó, và đây là phiên bản mới nhất. Đó, và Hương cũng muốn chia sẻ luôn lại cái chương trình khuyến mãi dành cho tất cả các khách hàng thân yêu của CC Vanessa. Đó, khi mua 2 chúng ta tặng thêm 1, tặng thêm 1 son lì có giá là 270.000, rồi 1.000 phần quà đáng yêu cho 1.000 khách hàng đầu tiên. Và ai đăng ký và ai mua hàng cũng được tặng quà. Quà tặng có thể là mascara, là mặt nạ, rồi là chì kẻ lông mày, rồi có thể là chúng ta được free ship. Đó, không có mất tiền phí ship. Và khi mua online, nhà mình mua theo địa chỉ là 23 Phùng Khoang, Thanh Xuân, Hà Nội. Ok, lời cuối cùng thì xin được chúc nhà mình thật là nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống nha. Bye bye, xin chào tất cả mọi người.